Ok anh chị em, hôm nay Huy sẽ hướng dẫn anh chị em cách để mà mình có thể tạo một cái domain cho cái ví blockchain rất nhiều con dãy số lằng ngoằng khó nhớ của mình. Chúng ta sẽ có một cái tên miền giống như tên miền website vậy, đúng không ạ? Đấy. Nhưng mà cái này là dành cho ví blockchain nha. Rồi, đầu tiên là chúng ta sẽ kết nối vào cái trang là zns.bio, zns.bio, được chưa ạ? Sau đó thì chúng ta sẽ vào phần search domain name. Đã, search domain name. Rồi. Ví dụ như là Huy sẽ search cái domain là VIP chẳng hạn. Đấy, search domain là VIP. À, chúng ta cần phải đăng nhập nha, chúng ta phải kết nối ví nha. Đấy. Đây là domain VIP này. Đó. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái domain của thằng CZ là của BNB nha. VIP.CZ là của BNB nha. Với giá là 0,16555 BNB. À, 0,16556 BNB. Giá BNB hiện nay đang khoảng 580 đô. Thì nó rơi vào khoảng 96 đô cái domain này anh chị em nha. Cái domain này trị giá là 96 đô. Ok không ạ? Rồi tương tự như vậy, chúng ta có rất nhiều các cái tên miền ở đây. VIP.CEO, VIP.Honey, vip.athen, vip.scon, vip.xrp, vip.gold, vip.gon, thì tất cả các cái mạng nó đều có cái tên miền riêng của nó, đúng không ạ? Rồi, nếu như mà sau này nó sẽ có những cái tên miền như là vip.metamask, vip.church, vip. gì đấy, thì cái tên miền cộng với cả cái tên của cái mạng đó, được chưa? Mà cái mạng đấy mà nó có cái địa chỉ ví riêng ấy, thì nó sẽ có vào đây, được chưa? Rồi, ở đây thì Huy sẽ thử nghiệm với cái địa chỉ .vip.athen nhé. Huy sẽ nhấn vào Add to Cart này. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta nhấn Continue to Cart nha. Rồi, ở đây nó là mạng testnet này. Thì chúng ta phải connect, phải kết nối này. Kết nối với cả mạng testnet này. Thì ở đây là Huy đã đăng nhập vào cái mạng Athen Patheon. Đây là mạng testnet rồi nha. Huy đã đăng nhập sẵn vào ví MetaMask nha. Bây giờ chúng ta nhấn Connect này. Đấy, Huy chọn là MetaMask này. Đó, sau đó là mình sẽ nhấn là OK. Rồi, nhấn tiếp theo này, nhấn xác nhận này. Đó, thì nó bảo là ký này, thì mình nhấn sign message này, thì nhấn ký này, sau đó là mình chọn là đồng ý nhá. Rồi, chọn là xác nhận này, mình kéo xuống một tí xong nhấn là xác nhận này. OK không ạ? Rồi. Như vậy là chúng ta đã kết nối ví thành công và chúng ta sẽ nhấn vào tiếp tục mua hàng, nhấn con hoàn thành việc mua hàng. Được chưa? Rồi, ở đây thì nó yêu cầu là follow mấy cái trang này, trang TikTok này của nó này, trang 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 x.com này. Đấy, thì mình nhấn vào follow hết nha. Mình cứ nhấn vào follow hết anh chị em nha. Đấy, rồi sau khi nhấn vào follow thì nó cho gì ạ? Continue to bootstrap này. Đấy, rồi. Thì ở đây ấy, nó sẽ yêu cầu chúng ta thanh toán một cái khoản phí nho nhỏ. Đấy, ở đây phí nó là 0,23 đô. Được chưa ạ? Đấy, thì mình nhấn là xác nhận này. Đấy. Ok, như vậy là chúng ta đã đăng ký thành công cái địa chỉ vip.athen. Được chưa ạ? Và đây mới đăng là địa chỉ trên testnet của Athen Parthenon. Cho nên là chúng ta đăng ký thoải mái luôn. Ở trên mạng đấy thì nó cho chúng ta 10 đô hay 5 đô thì đấy ETH để chúng ta trải nghiệm, cho nên chúng ta cứ đăng ký thoải mái anh chị em ạ. Ok thế nhá. Huy sẽ hướng dẫn anh chị em các cái hướng dẫn khác nữa, anh chị em hãy theo dõi, và nếu mà muốn vào cái trang này thì nhấn vào đường link ở bên dưới nhá, đường link Huy để bên dưới nhá.